theo chỉ thị số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi tháng làm thêm một ngày thứ bảy. Chỉ thị yêu cầu tập trung huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục các hoạt động đời sống xã hội để ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế, tổ chức tuyên truyền đợt thi đua Lào Cai chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2024, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ nay đến hết năm 2024 mỗi tháng làm việc thêm một ngày thứ bảy để đóng góp ngày công cho quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của bão. Đồng thời tiếp tục công tác chuẩn bị, tăng cường khả năng chống chịu, chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Chỉ thị cũng yêu cầu các địa phương, các ngành đẩy mạnh nêu gương người tốt việc tốt, khen thưởng động viên các tập thể cá nhân là tấm gương sáng điển hình trong phong trào phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân.